Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, từ xa xưa ông cha ta đã có câu, cái răng cái tóc là gốc con người. Ý nói rằng, tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng lại tạo nên vẻ đẹp riêng của mỗi người, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta về sự chăm sóc, làm đẹp vẻ bề ngoài. Nhiều quan niệm cho rằng, việc cắt tóc hay làm đẹp không chỉ quyết định đến vẻ đẹp của con người, mà nó còn là một phần quan trọng gắn liền với sinh mệnh, vận may của con người đó. Do đó, họ cho rằng, việc làm đẹp cũng cần chọn ngày lành tháng tốt để mang lại nhiều may mắn và điều tốt lành cho chủ nhân. Đồng thời, cần tránh những ngày không nên cắt tóc, làm đẹp để không rước họa vào người và xua đuổi những điều xui rủi. Vì vậy, xem ngày làm đẹp tháng 3 âm lịch năm 2023 để lựa chọn ngày tốt cho công việc làm đẹp theo tuổi là rất cần thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ làm đẹp trong tháng 3 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất làm đẹp trong tháng 3 âm lịch. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác làm đẹp được thuận lợi và may mắn. Trước khi bước vào nội dung chính, chúng tôi có một vài lưu ý đến quý vị về việc cắt tóc làm đẹp như sau. Một số kiêng kỵ nên chú ý liên quan đến việc cắt tóc làm đẹp như kiêng cắt tóc trước khi đi thi, không cắt tóc trong tháng cô hồn, không cắt tóc vào ngày mùng 1, người mang thai không nên cắt tóc. Tất nhiên đây chỉ là quan niệm dân gian và theo sự phát triển của xã hội thì nó không hoàn toàn còn đúng trong hoàn cảnh hiện nay nữa. Nên các bạn hãy áp dụng sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Nội dung đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ là những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày làm đẹp. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người, hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc làm đẹp trong tháng 3 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày làm đẹp phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ làm đẹp, sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, kiếp sát, tài sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, ngày kỵ rửa móng tay móng chân, ngày kỵ cắt tóc. 2. Ngày hợp làm đẹp, giải thần, trực trừ. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhất làm đẹp trong tháng 3 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 3 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 3 âm lịch. Thưa quý vị, tháng 3 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 dương lịch năm 2023 đến ngày 18 tháng 5 dương lịch năm 2023. Tháng 3 là tháng Bính Thìn, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Mậu Thân, ngày 29 là ngày Bính Tý. Trong tháng 3 âm lịch có hai tiết khí là Thanh Minh và Cốc Vũ. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 3 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 3 âm lịch là ngày Sửu và Mùi, bao gồm các ngày 12 Kỷ Mùi, 24 Tân Mùi, mùng 6 Quý Sửu, 18 Ất Sửu. Đây là những ngày xấu không nên dùng vào việc gì. 2. Ngày thụ tử trong tháng 3 âm lịch là những ngày Hợi, bao gồm có 3 ngày, ngày mùng 4 Tân Hợi, ngày 16 Quý Hợi, ngày 28 Ất Hợi, 3 ngày này cũng kiêng không làm việc gì. 3. Ngày tam nương bao gồm có 6 ngày. Trong tháng 3 âm lịch, ngày tam nương bao gồm những ngày sau. Ngày mùng 3 là ngày Canh Tuất, ngày mùng 7 là ngày Giáp Dần, ngày 13 là ngày Canh Thân, ngày 18 là ngày Ất Sửu,
Ngày 22 là ngày Kỷ Tỵ và cuối cùng ngày 27 là ngày Giáp Tuất, là 6 ngày tam nương cần tránh, kiêng kỵ mọi việc. 4. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm các ngày: ngày mùng 5 là ngày Nhâm Tý, ngày 14 là ngày Tân Dậu và cuối cùng là ngày 23, ngày Canh Ngọ. Đây là 3 ngày cực xấu, kiêng mọi việc. 5. Ngày Nguyệt Kiến là những ngày Thìn trong tháng 3 âm lịch, gồm những ngày sau: ngày mùng 9 Bính Thìn, ngày 21 Mậu Thìn. 6. Ngày Nguyệt Phá là những ngày Tuất, bao gồm có 3 ngày: mùng 3 Canh Tuất, 15 Nhâm Tuất, 27 Giáp Tuất. 7. Ngày Kiếp Sát là những ngày Tỵ, bao gồm ngày mùng 10 Đinh Tỵ, ngày 22 Kỷ Tỵ. 8. Ngày Tài Sát là những ngày Ngọ trong tháng 3 âm lịch, bao gồm những ngày sau: ngày 11 Mậu Ngọ, ngày 23 Canh Ngọ. 9. Ngày Nguyệt Sát là những ngày Mùi, bao gồm ngày 12 Kỷ Mùi, ngày 24 Tân Mùi. 10. Ngày Nguyệt Hình là những ngày Thìn, bao gồm các ngày sau: ngày mùng 9 Bính Thìn, ngày 21 Mậu Thìn. 11. Ngày Nguyệt Yểm trong tháng 3 âm lịch là những ngày Thân, bao gồm có 3 ngày: mùng 1 Mậu Thân, 13 Canh Thân, 25 Nhâm Thân. 12. Ngày Kỵ Sửa móng tay móng chân bao gồm các ngày: mùng 1 Mậu Thân, mùng 6 Quý Sửu, 15 Nhâm Tuất, 19 Bính Dần, 21 Mậu Thìn, 23 Canh Ngọ. 13. Ngày Kỵ Cắt Tóc bao gồm các ngày: mùng 10 Đinh Tỵ, 20 Đinh Mão, 12 Kỷ Mùi, 15 Nhâm Tuất. Đó là 13 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc làm đẹp cho được hành thông, thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 14. Ngày Giải Thần là ngày Tuất, bao gồm các ngày: mùng 3 Canh Tuất, 27 Giáp Tuất là ngày tam nương, ngày 15 Nhâm Tuất là ngày kỵ việc cắt tóc, sửa móng chân, móng tay. Như vậy, theo tiêu chí này, ta không tìm được ngày tốt nào. 15. Ngày Trực Trừ là những ngày Tỵ, bao gồm ngày 22 Kỷ Tỵ là ngày tam nương, ngày mùng 10 Đinh Tỵ là ngày tốt. Tuy nhiên, ngày này kỵ việc cắt tóc, còn những việc khác vẫn làm được. 16. Các ngày còn lại bao gồm ngày Tý, mùng 5 Nhâm Tý là ngày Nguyệt Kỵ không chọn, ngày 17 Giáp Tý, 29 Bính Tý là các ngày tốt để làm đẹp. Ngày Dần, ngày mùng 7 Giáp Dần là ngày tam nương nên ta không chọn, ngày 19 Bính Dần là ngày tốt nên sử dụng. Tuy nhiên, ngày này kỵ việc sửa móng tay móng chân. Ngày Mão, ngày mùng 8 Ất Mão, ngày 20 Đinh Mão là ngày tốt ta có thể sử dụng, ngày 20 Đinh Mão kỵ việc cắt tóc. Ngày Dậu, ngày 14 Tân Dậu là ngày Nguyệt Kỵ, không nên thực hiện làm đẹp cắt tóc trong ngày này. Ngày mùng 2 Kỷ Dậu, ngày 26 Quý Dậu là ngày tốt nên sử dụng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã dựa vào 16 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt làm đẹp trong tháng 3 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 3 âm lịch cho việc làm đẹp đó là những ngày tốt sau: ngày 17 Giáp Tý, kỵ những người tuổi Ngọ, hợp những người tuổi Sửu, Thân, Thìn và những người có thiên can Kỷ. Ngày 29 Bính Tý, kỵ những người tuổi Ngọ, hợp những người tuổi Sửu, Thân, Thìn và những người có thiên can Tân. Ngày 19 Bính Dần, kỵ những người tuổi Thân, hợp những người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can Tân. Lưu ý ngày này kỵ việc sửa móng tay, móng chân. Ngày 20 Đinh Mão, kỵ những người tuổi Dậu, hợp những người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can Nhâm. Lưu ý ngày này kỵ việc cắt tóc. Ngày mùng 8 Ất Mão, kỵ những người tuổi Dậu, hợp những người tuổi Tuất, Hợi, Mùi và những người có thiên can Canh. Ngày mùng 2 Kỷ Dậu, kỵ những người tuổi Mão, hợp những người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu và những người có thiên can Giáp. Ngày 26 Quý Dậu, kỵ những người tuổi Mão, hợp những người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu và những người có thiên can Mậu. Ngày mùng 10 Đinh Tỵ, kỵ những người tuổi Hợi, hợp những người tuổi Thân, Dậu, Sửu và những người có thiên can Nhâm. Tuy nhiên, ngày này kỵ việc cắt tóc. Đó là 8 ngày cắt lành làm đẹp trong tháng 3 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp nhất như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện thoại trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.